xin chào quý vị uh, trở lại với shop Hà thành audio hôm nay shop sẽ giới thiệu với quý vị uh, rất nhiều những cái, cái, cái cặp loa hay ở uh, một chương trình rực rỡ này với rất nhiều những cặp loa hay những cặp loa gần như là đầu bảng của những cái thương hiệu uh, lớn như là uh, Tannoy, uh, monitor hoặc là bvk quý vị nhé uh, trong đấy cả những cái sản phẩm đến từ đan mạch như là DIN Audio uh, nhiều sản phẩm hay và giá thành hôm nay thì uh, thực sự là rất tốt Số bà Thành thì luôn có những mức giá tốt và chọn lựa những cái sản phẩm đẹp tuyển chọn để quý vị chơi Ok quý vị, mã sản phẩm đầu tiên Một cặp loa đến từ thương hiệu TANNOI có model là M20 M20 dịp này vẫn đang về được khoảng 3-4 cặp quý vị nhé Về thì cũng chia sẻ với lên luôn quý vị Cặp M20 là một trong những cặp loa bookshelf cỡ lớn đến từ thương hiệu Tannoy Rất là dễ ghép, hình thức thì đẹp À, phối màu gỗ như là tất cả các hệ thống kiềng loa, kết cấu loa làm rất chất lượng một kia là hàng kỹ quý vị nhé, hàng chất lượng cao đến từ với cái dòng M, M 20 ở à đây hai cặp thì quý vị thấy được chất gỗ cũng như là tuyến loa thì nó đẹp đều rồi. Những cái sản phẩm này quý vị uh, yên tâm về chất lượng thôi, quan tâm về giá thôi, về chất lượng như về hình thức thì bên em uh, tuyển chọn như là hình thức thì nó rất nét nẹp rồi là không có vết quý vị nhé đẹp không thì vết nhé cặp M20 thiết kế với chiếc bát là 20cm uh, nón nhựa uh, màng nhựa và gân cao su zin gân cao su béo quý vị nhé gân cao su béo nhé ở trên là chiếc tép dom đặc trưng dom lụa đặc trưng của tanoi những cái dòng dom lụa thì được tanoi thiết kế để chơi những cái dòng nhạc nhẹ này nhạc vàng như nhạc đồ quê thì tiếng rất tốt nhé Đấy, hai cặp đều tăm táp luôn quý vị uh, có thể lựa chọn hai cặp này cặp này hai cặp gần như là đều là rất đẹp và mới quý vị nhé bát 20 tép đo cặp 10 thiết kế với chiều cao là 38 chiều rộng 27 và chiều sâu là 22 cm chương trình khá dài nên tất cả các cái căng thì đều liên lạc đẹp đầy đủ quý vị nhé thì bên em quý vị đã mua bên em sẽ chụp ảnh như là gửi riêng nhé phần sau của cặp loa thì nó cũng chỉ có cái phần series và có tem tách thôi chiếc bên này series là 674 chiếc bên này là uh, 673 lại liên kế series hai cặp đều liên kế series quý vị nhé thì chơi rất yên tâm cặp này trước đây giá thành nó cũng khá cao thời điểm này bên em cũng uh, lựa chọn tuyển chọn được một số cặp nên là giá nó cũng tốt nhập lô là giá tốt quý vị nhé với mã M20 thì từ thiệu tan noi uh, sản phẩm đầu tiên thì shop uh, có mức giá cũng tốt quý vị nhé cặp này nay shop chỉ bán quý vị mức giá là 10 triệu 10 triệu 600 nghìn đồng quý vị nhé Một cặp nhé Giá cực kỳ hợp lý luôn Gọi là dòng bút xeo đại bát 20 Gân cao su béo và tép đo Dòng này rất dễ ghép quý vị Hoàn toàn có thể ghép với những cái dòng à, à, Âm ly lắc men, âm ly Agofay Đời à, thấp thấp một chút à, Giá thành khoảng trên 10 triệu là ghép với cái dòng này rất tốt quý vị nhé à, Nó cũng không kén chọn âm ly đâu Gọi là những cái dòng âm ly châu Âu Để, ở Trên kệ thì bên em rất nhiều quý vị nào chơi Thì bên em sẽ tư vấn nhé Ok quý vị à, 10 triệu 600 cho cặp à, M20 À, có hai cặp Đấy. tiếp tục là shop sẽ giới thiệu quý vị một cái mã loa ở phiên bản gold Đấy, chương trình này thì các mã loa gần như là những cái mã quê số hoặc là những cái mã ở những cái phân khúc uh, cao cấp quý vị nhé của hãng hết nhé cặp này là cặp gold monitor Đấy, cặp này là cặp đây phần phía sau của vị tất cả củ loa nó đều có cái phần ốc này để bắt cho nó chắc chắn cũng như là tháo cho nó dễ nhé. Đấy, cặp này là có model model là gold gấy 200 gấy 200 quý vị nhé seri chiếc bên này là 138 chiếc bên này là 138 nhé cầu loa làm rất chắc chắn này lỗ hơi phía sau này tất cả cái chân bực này của nó là hợp kim gang nhôm đúc hết quý vị nhé rất dày dặn luôn Đấy, có đinh chấu để chân đinh để quý vị có thể uh, cao thấp tùy chọn nhé đây là cái phía mặt diện trước Loa thiết kế dòng của anh này thiết kế gỗ mộc Tất nhiên là trên dòng phiên bản Gold cao cấp này thì chất lượng nó làm, chất liệu làm, chất lượng như chất liệu làm quá tốt quý vị nhé Ở phần dưới là thiết kế với hai chiếc bát khoảng 14,5cm tính cả vành khoảng 16 nhưng mà đây là tính lòng quý vị nhé à, Nón loa và màng thiết kế rất đặc đặc, đặc, đặc biệt này. Là nhôm đúc luôn quý vị nhé Có chuyện uh, monitor, gân cao su ngược chung 13,5 cm và trên cùng là một tép điện. Tép điện này mạ gold quý vị nhá. Tép điện này cái cái mảnh nó rất lớn nhé. nó không uh, mảnh mảnh như những cái mảnh của dòng loa Nhật đâu. Cái mảnh này nó cả một cái bực luôn nên là nó làm với cái kết cấu cũng như là chất liệu nó rất bền vững nhé. Vân gỗ thì nó là quá, quá đặc cấp của anh rồi. Vân gỗ cực đẹp luôn. Đấy, quý vị thấy. Vỏ của nó là đẹp không tí vết quý vị nhá. Đẹp không tí vết nhé vàng óng luôn Vân cực kỳ đẳng cấp luôn Cặp loa thiết kế với chiều cao là 17 Xin lỗi quý vị 97 Chiều rộng 17 và chiều sâu là 29 Cặp loa monitor uh, GX 200 v Cặp 200 v này thì uh, Nice Shop sẽ có mức giá cực tốt quý vị nhé Cặp này uh, xuất xưởng thì nó cũng tầm trên 100 triệu không dưới quý vị nhé Quý vị có thể tra thông số ở uh, trên mạng những cặp thường của nó đã hơn 100 triệu rồi cặp này là cặp RX thì nó đắt hơn quý vị nhé cặp thường thì cặp nó sẽ ở phân khúc nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy. À, cặp gx là, là ở những cái mã phiên bản cao cấp đấy và giá hôm nay shop sẽ báo quý vị chỉ 28 triệu, 28 triệu tròn quý vị nhé. giá cực kỳ hợp ví luôn chỉ bằng những cặp monitor thường. cặp monitor thường thì nó thiết kế làm nó uh, phần vỏ viết nó vẻ là kém hơn quý vị nhé. dòng này nó làm gỗ đặc gỗ luôn, bàn bò cạnh làm rất chắc chắn, quá nét luôn. 28 triệu tròn cho cặp monitor Gold uh, RX200. Đấy, mã Gold uh, phiên bản cao cấp. Ok quý vị uh, trở lại với uh, thương hiệu đến từ Pháp. Một cặp loa đến từ thương hiệu uh, Triangle, nghĩa là thương hiệu loa tam giác. Một thương hiệu loa cũng khá lâu đời uh, đến từ nước Pháp cùng uh, quê hương với Focal của quý vị nhé. Ở uh, về thiết kế thì uh, với cái nét đặc trưng của châu Âu cũng như là Thiết kế của Triangle là giám đốc kỹ thuật thì là của thương hiệu Focal quý vị nhé. Nên là nó thiết kế những cái sản phẩm nó cũng rất là ưu việt. Âm hình hay, hình thức đẹp quý vị nhé. Loa thiết kế với chân kính này. Đấy. Lỗ thông hơi phía dưới của tem. Tem bóng rất bóng quý vị nhé. Bóng như gương luôn. Tem Triangle Average Antane Z. Đây thiết kế với chiếc bát là 15cm hai chiếc bát 15cm trên cùng là chiếc chung 15cm và tép họng kèn chung này chung giấy chung giấy quý vị nhá, trắng phao luôn rất trắng nhé giấy này là vật liệu giấy nhẹ vật liệu giấy nhẹ tép kèn uh, Titan này là cái cũng là cái sản phẩm uh, thiết kế tối ưu quý vị nhé của từ NEO Đấy, cho ra cái giải trên giải tép rất là sáng cũng như là có độ bay Đấy, Tép kèn chân kính rất vững Cặp này thì bên em vừa với khui thùng ra Hiện tại dòng uh, Trangle và dòng uh, Antenna Z thì hiện tại chỉ còn ở Biên Số Bà Thành là còn uh, 5 cặp với quý vị nhé Đấy, Tất cả các đại lý khác thì hiện tại không còn hàng với cái mã này rồi Đây là cặp uh, nguyên thùng bên em vừa với box siêu nhé Vừa bóc thùng nhé Tập loa thiết kế với chiều cao 1m05 Chiều rộng 30 Chiều rộng 20 và chiều sâu là 30cm này, 36cm Đó là mới tinh rồi Không có gì phải bàn cãi Đấy, Phần sau thì có thiết kế chạm bi qua quý vị nhé Chiều gồ Đây vẫn còn tem của Nguyễn Phân Phối này Với dòng này thì Vẫn được bảo hành 2 năm quý vị nhé Quý vị chơi yên tâm luôn Bảo hành 2 năm chính hãng Giá thì rất hợp lý Gặp này mới thì nó trên 60 triệu Uh, với giá hãng là trên 60 triệu Ở đây những cái cặp uh, nó mới tinh này nhưng mà shop em uh, bán lẻ lại trong thời điểm rất tốt quý vị nhé cặp này với shop em chỉ bán quý vị mức giá là 28 triệu quý vị nhé 28 triệu tròn uh, còn mấy cặp có những cái cặp nó móc uh, bóc để mua rồi thì bên em sẽ bán với mức giá 25 triệu quý vị nhé cặp này uh, mới keng này thì 28 triệu Ok quý vị uh, quay trở lại với thương hiệu BMW kép Bowen Winky trước mắt quý vị là một cặp uh, cặp loa có model là, là 704 quý vị nhé hôm trước thì bên em đã giới thiệu cặp 703 cặp 703 nó nó hơn cặp 74 là thêm một chiếc bát nữa quý vị nhé có nghĩa là bốn loa còn cặp 704 này là ba loa nhé đấy có phần chân đinh đồng này tem dung đúc BMW kép này lỗ thông hơi thì đặt phía trước đặc trưng rồi Thiết kế một bát là 16,5. À, bát màng giấy, nón giấy và gân cao su zin quý vị nhỉ, gân cao su zin. Rất tươi luôn. Phía trên là hai chiếc chung quý vị nhé hai chiếc chung. Chung màng kép la, nón hỏa tiễn và gân cũng là gân cao su. Trên cùng là chiếc tép sên đặc trưng của dòng BK. Tép Titan. Này, cái này là cái tem à, tem định vị số hạ thành quý vị nhé để quý vị mua thì bên em sẽ có dán tem để bảo hành này. Đối với những cái sản phẩm hàng bãi thì bên em vẫn bảo hành quý vị một năm nha. Quý vị chơi rất yên tâm luôn. Bao zin và bảo hành một năm cho quý vị chơi. Vân gỗ cặp này thì nó quá là cấp quý vị nhé. Gọi là, là tươi đét luôn. Những cái sản phẩm của từ Anh về bao giờ cái chất liệu vỏ này nó có cái độ mịn của nó quý vị nhé. Độ mịn, độ tươi. Rất là đẹp. Đấy. Cặp loa BKF 704 thiết kế chiều cao là 98, chiều rộng 2 hạng chiều rộng 27 và chiều sâu là 31 cm này. 31 cm. Chiều rộng 22, chiều sâu là 31 cm. Đây là phía được sau, phía sau cũng thiết kế lỗ thông hơi cho cái phần giải chung ở trên quý vị nhé. Đây, chạm loa và nóng luôn. BM704, model là 864, chiếc bên bên là 863 quý vị nhé. À, nó liên kề series, quý vị chơi thì rất yên tâm rồi Ok quý vị Với một cặp loa Với hình thức đẹp, chất âm hay Thương hiệu BVK thì rất lớn rồi Nhưng giá thì rất hợp lý quý vị nhé Với cặp 704 hôm nay thì shop chỉ bán cho quý vị Mức giá là 28 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé Giá rất hợp lý luôn 28 triệu 500 nghìn đồng Ok quý vị uh, Chuyển sang với một cái mã loa Đến từ Dim, cặp này thì Mới tinh quý vị nhé Cặp mới tinh, bọn em vừa khui thùng shop có cái vỏ bóng đen piano rất đẹp Đấy. gọi là bóng hơn gương quý vị nhé chân đinh chân hứng phụ kiện đầy đủ thùng xốp đầy đủ nhé cặp đinh Evoque 30 thiết kế với hai chiếc bát trước là 14,5 bốn cm Đấy. và một chiếc tép đo ở trên đặc trưng của dòng đinh có chuyện tem đinh này quý vị nhé Đây. chân đinh này đầy đủ nhé chân đinh đúc này. Cặp loa thiết kế với chiều cao là 95, chiều rộng 19 và chiều sâu là 27 cm. Đây là phía sau vậy nhỉ. Nó bóng gọi là bóng như viên kim cương luôn. Hai lỗ thu hơi khá là vĩ đại. Đây là phía tem phụ nó. Dinaudo Evox 30. 4 ôm 200 W. Dòng này đánh trơn quý vị nhé. Đấy cái các cái mã sản phẩm mới này thì được thiết kế cũng như là là, là sản xuất tại China các vị nhé sản xuất tại China nó chắc chắn là nó có thùng xốp máy tinh thì nó sẽ trùng series rồi quý vị chơi thì rất là yên tâm ok quý vị với cặp pin mới cứng cựa có model là Evoque 30 giá hãng thì nó khoảng tầm gần trăm triệu quý vị nhé Đây, số báo cho quý vị mức giá là 55 triệu tròn giá rất hợp ví nha, giá tương đương với hàng bãi quý vị nha. Hàng bãi người ta đã bán 53 đến 57 triệu rồi. Cặp này mới càng thì bên em bán có 55 triệu thôi. Quý vị nào chơi din thì chắc chắn là sẽ hiểu cái mức giá của cái hãng dòng thương hiệu đến từ Đan Mạch này rồi. Ok quý vị uh, chuyển lại với thương hiệu Tanoy. Hôm nay thì shop uh, có à uh, bốn đôi. Trong đấy là hai đôi đến từ model D500 và hai đôi đến từ model D700 ở đây là những cái mã uh, sản phẩm uh, dòng cột đến từ uh, mã D đến từ Tanoi, dòng D đến từ Tanoi là những cái dòng nó là những cái dòng uh, cao cấp thì quý vị nhé, cao cấp trong cái dòng cột rồi. Uh, còn những cái dòng thùng thì nó rất nhiều mã, nhưng mà dòng cột thì tiêu điểm là những cái dòng mã D, đầu D. OK quý vị, uh, shop sẽ gi giới thiệu trước hai cặp uh, cặp bé hơn là cặp D 500 quý vị nhé, D 500 thì nó có hai màu. Trước mắt quý vị đây, cặp bên phải là cặp uh, American Cherry, có nghĩa là màu gỗ Cherry đến từ Mỹ quý vị nhé. Em review con này trước. Đấy quý vị thấy, chân vịt đầy đủ nhé. Chân vịt đầy đủ này. bừng gỗ tem đúc rất là đẹp nhá Đúc rất đẹp nhé. Các lỗ chấu này quý vị nhá, làm gọi là tròn xe luôn. Cắt xi si rất chuẩn luôn nhé quý vị. Nhé. Càng cực đẳng cấp luôn. Đấy, còn hàng mà đã tháo ra dọn rồi thì cái cái cái, 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 cái phần chấu này nó sẽ bị bị loang đấy quý vị nha Thiết kế cho mình với một chiếc bát ở dưới là 20 cm. Màng nhựa nó nhựa và gân cao su zin, gân cao su zin. Ở trên là một chiếc chung đồng trục ở giữa phần giữa chính giữa là lõi tép quý vị nha là trung tép đồng trục gọi là rất là liền lạc cũng như là nó là đặc trưng của dòng tan noi rồi ở phần phiên bản D500 hoặc D700 thì cái giải trầm nó rất là hay Tại sao là vì hãng đã thiết kế cắt phân tần với cái chiếc bát dưới cùng này là cắt riêng quý vị nhé Phần bát này không có lời nhé. Tập trung phần lời ở trên phía chiếc bát ở trên Phần trung và phần tép ở trên nên là nó đánh tách cái phần bát ra thì cái phần bát rất là hay quý vị nhé Trầm rất sâu Có độ nặng và trung tép bát thì rất đều và mịn quý vị nhé Đặc trưng của ta nói rồi Cặp loa thiết kế với chiều cao là 93 Chiều rộng 31 và chiều sâu là 37 cm Ở đây mấy cái căng bọn em bóc vừa để đây Đây là chiếc này cho chiếc vàng này quý vị nhé này, Chiếc này cho cặp nâu, vỏ đỏ nâu này Đây chất gỗ quý vị thấy là gỗ này gỗ mộc nhé Cam kết quý vị là gỗ mộc luôn Gỗ mộc là nghĩa là từ anh về bọn em chỉ có vệ sinh thôi Chứ không có làm gì hết Đấy có tem tách phân phối cho thị trường châu Á quý vị nhé Đấy, chạm loa cầu loa chạm loa à, với đôi này còn người ta chưa, bên nước ngoài ta dây nên là người ta chưa dùng bắp chuối quý vị nhé quý vị nào chơi thì sẽ rút cái phần này ra nhé rút, rút cái phần lõi này ra ta nói D500 American Cherry này số CD chiếc này là 948P Đấy, chiếc bên này là 984P này trùng series quý vị nhé 984P Đấy, lỗ thứ 10 đặt phía sau đấy, đây là phần chân zin hết chân vịt zin chân vịt zin hết quý vị nhỉ Đấy, vỏ gỗ thì nó nét nẹt rồi những cặp loa mà nó hàng cao cấp như này thì chắc chắn là nó phải đẹp đấy, quý vị nhé nó phải đẹp thì bọn em mới nhập rồi đấy, nên là quý vị quan tâm về giá thôi Chứ còn về uh, chất lượng như hình thức thì bọn em tuyển rất kỹ nhé Ok quý vị uh, với cặp D500 vỏ vàng còn được gọi là American uh, Cherry với cặp này shop báo giá quý vị là 43 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé 43 triệu 500 nghìn đồng Bao giá toàn quốc cho quý vị luôn Giá rất hợp ý mà loa loa mộc quý vị nhé Loa mộc quý vị, quý vị lưu ý là loa mộc nhé Đấy, có Phần tép kèn này rất là vàng vàng ống này Độ mộc độ mộc cũng như là độ hoàn thiện hữu chất lượng nó, nó rất cao quý vị nhé 43 triệu 500 nghìn đồng à, Kế sát là một cặp à, uh, Có màu đôi sơn nút quý vị nhé Màu gỗ đỏ nhé Đấy, Cặp gỗ đỏ này thì uh, giá bên em sẽ báo hợp lý hơn quý vị nhé Bao giờ cũng thấy cặp gỗ đỏ thì nó sẽ giá nó sẽ hợp lý hơn. Với cặp gỗ đỏ này shop báo quý vị mức, giá là 40 triệu 500 000 đồng quý vị nhé Cặp một cặp 43 triệu, cặp này là 40 triệu. À, nó rẻ hơn 3 triệu. Chất lượng hình thức cũng rất đẹp, em xem số series nhé Series trước bên này. Series chiếc bên này là 1522. Chiếc bên này 1522 quý vị nhá. Đây, chân cẳng đầy đủ nhá. Tuyến loa thì đẹp, mộc mạc đẹp như mới rồi. Quý vị cũng không có gì về suy nghĩ về những cái cặp loa này nó quá đẹp quý vị nhá. Ok quý vị gặp D500 vỏ Rosenwood số báo giá quý vị là 40 triệu 500 000 đồng quý vị nhé. Bao giá cho quý vị toàn quốc luôn, bao đẹp bao giá nhé. Chuyển sang hai cái mã lớn hơn mã đàn anh tiếp theo. Cặp D700. Đấy, D700 thì về kết cấu ngoại hình cũng như là mọi thứ nó cũng tương tự D500, nó khác là driver lớn hơn quý vị nhé. Thiết kế với bát là 25 cm. và phần chung cũng là 25. Tép đồng trục này. này chân cảm rất đẹp quý vị nhé. Ờ, phần uh, những cặp lớn này ấy, uh, nó một chiếc nó khoảng tầm hơn 40 cân nên bên em uh, nền nỉ nên bên em không lắp chân quý vị nhé quý vị là mua thì bên em vẫn lắp chân vịt đầy đủ nhé. Tuyến loa thì nó quá đẹp rồi quý vị nào chơi thì em sẽ chụp riêng em gửi nhé cho nó đảm bảo là chi tiết hơn. Nọc loa phần vân gỗ của Châu Âu làm thì nó quá đẹp quý vị nhé Cặp loa D700 thiết kế chiều cao 1m03 chiều rộng 38 chiều dâu sâu là 40cm 40 cm. Đấy. Quá tròn trịa đẹp quý vị nhé. gọi là không tí vết rồi. Hai lỗ thông hơi luôn quý vị nhé. hai lỗ thông hơi ghép nhé. D700 Rosenlut. Seri chiếc bên này là 670P. Chiếc chiếc bên này là 675. Đấy, 675M. Cặp này thì nó không trùng seri quý vị nhé đồ châu Âu thì cũng không phải cầm nào nó chung series được à, uh, tem tách phân phối quý vị nhé rất đẹp và đảm bảo quý vị chơi luôn Ok quý vị uh, với cặp uh, D700 màu đô nút cặp này hôm nay shop bán giá quý vị gọi là giá tốt nhất thị trường nhé cặp này báo cho quý vị mức giá là 63 triệu quý vị nhé 63 triệu tròn 63 triệu tròn đẹp nguyên nước như thành luôn chất lượng như là tuyến loa quá đều quý vị nhỉ đẹp keng nhé gân cao su zin hết nhé tất cả các mảng bên này là sạch bong 63 triệu tròn cặp d 500 russian nút d700 russian nút và cặp loa cuối cùng là cặp d700 cũng màu gỗ vàng gọi là american cherry quý vị nhé american cherry cặp này nó màu vàng nên nó nổi hơn nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái cái, 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 bố trí nội thất của nhà quý vị nữa. quý vị đổ gỗ mà hợp màu đỏ quý vị chơi màu đỏ và mà quý vị nhà đổ gỗ màu vàng 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 thì quý vị có thể chơi cà vàng này nhá cặp này vân rất đẹp luôn vân trục vân này cũng thiết kế với chiếc bát ở dưới cùng là 25 cm này chung đồng trục 25 cm này nón rất là bóng quý vị nhỉ bóng như gương luôn màng bóng như gương nhé góc cạnh gọi là càng đét rồi nét nét rồi về chiều cao thì cũng tương tự gặp D700 em vừa đọc bên rồi nha quý vị nhé tất cả mọi thứ nó chỉ khác là khác về màu thôi D700 American Cherry có model là đuôi là 280 chiếc này là 280 Đấy, nó cặp này nó trùng CD quý vị nhỉ trùng CD Ok quý vị một cặp loa rất đẹp đến từ thương hiệu Tannoy có model là D700 à, uh, American Cherry cặp này shop bao giá quý vị mức giá là 68 triệu tròn quý vị nhé Đấy. Cặp vỏ nâu là 63 triệu và cặp vỏ vàng là 68 triệu chênh nhau 5 triệu quý vị nhé. Quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn những cái sản phẩm để nó phù hợp với hình thức nội thất như là với cái túi tiền của mình nhé. Ok quý vị như vậy là shop Hà Thành cũng vừa giới thiệu quý vị 10 cặp loa đều những cặp loa hay. Sản phẩm đẹp chất lượng quý vị quan, quan tâm cái sản phẩm nào xin quý vị liên hệ với shop theo số điện thoại 0388596666 địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Nguyên 3 của Gia Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới.